Các bạn đã xem video trên kênh thị trường ô tô xe máy. Công nghệ và trang bị mới giúp cho người lái Ford Everest nhàn nhã hơn. Vẻ ngoài mạnh mẽ hầm hố, đậm chất cơ bắp, bên trong tiện nghi và sang trọng, khả năng vận hành đầm chắc, êm ru. Đó là phản hồi của những người trải nghiệm Ford Everest vừa ra mắt tại thị trường Việt Nam. Trong 3 ngày từ mùng 6 đến mùng 8 tháng 7, nhóm phóng viên cùng với đại diện đại lý Ford toàn quốc là những người đầu tiên có cơ hội trải nghiệm sản phẩm SUV 7 chỗ tầm trung Ford Everest thế hệ mới tại Việt Nam. Cung đường ven biển từ Cam Ranh Khánh Hòa đến Vịnh Vĩnh Hy, Ninh Thuận và ngược lại được chọn để thử xe Everest hội tụ đầy đủ những dạng đường từ quốc lộ đông đúc, dốc và quanh co cho tới các đoạn off-road để thử thách khả năng vận hành của xe. Để phục vụ cho hành trình trải nghiệm này, Ford Việt Nam đã bố trí đầy đủ các phiên bản Ford Everest 2023 phân phối tại Việt Nam gồm có Ambient, Sport, Titanium và Titanium Plus. Đặc biệt tại sự kiện này, các phóng viên, nhà báo còn có dịp trao đổi trực tiếp với đội ngũ thiết kế for Everest đến từ Australia là ông Lan Forsten, kỹ sư trưởng nền tảng Ranger và Everest về thiết kế và ông Mark Trần, người Australia gốc Việt, thiết kế trưởng dòng xe Everest này. Ông Lan Forsten cho hay, khi bắt đầu định hình về Everest thế hệ mới, chúng tôi không bắt đầu bằng cách vẽ một thiết kế mới, mà chúng tôi bắt đầu ở điểm cuối cùng, là trao đổi với khách hàng. Họ là những người thích phiêu lưu, thích đi dã ngoại và giải trí cùng gia đình và bạn bè. Dù là vượt địa hình cát sỏi hay là đơn giản di chuyển trong thành phố, những khách hàng này luôn mong muốn chiếc xe của mình phải là một chiếc SUV đa năng mạnh mẽ và rộng rãi. Nhờ có nhiều đóng góp ý kiến của khách hàng về những điều họ thích và không thích về mẫu Everest hiện tại, Ford đã xác định rõ mục tiêu cho sản phẩm Everest thế hệ mới, đó là một chiếc xe cứng cáp ở bên ngoài, tiện nghi an toàn thông minh và có khả năng vận hành ấn tượng. Quả thực bên cạnh vẻ ngoài mạnh mẽ hầm hố, như lời ông Lan Foster nói, bước vào bên trong Ford Everest lột xác toàn diện so với thế hệ cũ và gây ấn tượng với một khoang nội thất cao cấp hiện đại, chất liệu tinh xảo, nhiều tiện nghi và tràn ngập công nghệ, tạo nên không gian sang trọng và yên tĩnh cho 7 hành khách. Không gian nội thất sang trọng, tiện nghi và thư giãn là mục tiêu của chúng tôi theo cả góc độ cảm nhận và tính thực dụng. Thực tế mà nói nội thất này có thể tìm thấy trên một chiếc xe hạng sang, ông Mark Trần chia sẻ trong hành trình. Trên các cung đường trải nghiệm đặc biệt là đường ven biển nhiều gió, bản thân người lái khó có thể nhận ra rằng mình đang lái một chiếc xe máy dầu mới bởi vận hành êm du cùng khả năng cách âm gần như cách ly với thế giới bên ngoài. Vô lăng cho cảm giác đầm chắc, thể hiện rõ bề mặt đường lên vô lăng và sự chuẩn chỉnh khi đánh lái, vốn là thế mạnh của dòng xe Ford. Các công nghệ tiên tiến trang bị trên xe Everest thế hệ mới giúp cho hành trình lái trở nên nhàn nhã khi chỉ cần kích hoạt tính năng ACC, hệ thống kiểm soát hành trình với tính năng dừng và giữ làn đường. Chiếc xe được công nghệ tính toán để bám theo xe phía trước. Lúc này xe sẽ chủ động giảm tốc độ khi xe phía trước giảm đột ngột hoặc tự động tăng tốc khi xe phía trước di chuyển nhanh hơn đồng thời giữ khoảng cách an toàn giữa hai xe. Không chỉ vậy, xe còn có hệ thống an toàn chủ động đánh lái giữ làn đường khi xe có dấu hiệu bị chạch làn. Đặc biệt, Everest thể hiện chất SUV dễ dàng chinh phục đa dạng địa hình như đường approach đường gập ganh, đường bùn lầy, đường ngập nước và đường dốc hẹp. Nhiều hộp chuyển lực hai cấp số với tính năng gài cầu điện tử hay còn gọi là hệ thống 4WD, bán thời gian, các trang bị bảo vệ gầm xe và các chế độ lái địa hình có thể có sự lựa chọn cộng với hai khóa vi sai cầu sau. Với lợi thế gầm cao 221mm cùng công thức 4x4 và Dry Mode 4H và 4L cùng bộ mâm hợp kim 20 in mới ở phía dưới. Everest có khả năng lội nước lên tới 800mm, mô men cao, cổ hút đặt cao, đó là lợi thế của Everest. Đáng chú ý là Ford Everest thế mới được trang bị hàng loạt các tiện ích thông minh, giúp người lái tự tin dễ dàng trên mọi địa hình. Việc approach trở nên dễ dàng hơn nhờ camera 360 độ, chiếc mũi xe thể hiện đầy đủ góc đặt bánh xe, độ nghiêng thân xe, mọi chứng ngại vật hay là vật cản trên mặt đường đều thể hiện rõ trên màn hình trung tâm. Lái xe chỉ cần đánh vô lăng theo hướng dẫn hiển thị là có thể vượt qua được chứng ngại vật một cách đơn giản. Everest 4x4 có sẵn các chế độ lái để những người đi ở râu chuyên nghiệp và những người lần đầu tiên phiêu lưu mạo hiểm đều có thể tự tin nâng cao trải nghiệm bản thân của mình. Người lái có thể tùy chọn các chế độ lái địa hình với các minh họa 3D sinh động dễ nhận biết trên màn hình cảm ứng trung tâm. Dưới nắp capo ở bản Titanium Plus, bản cao cấp nhất sử dụng động cơ diesel 2.0 Biturbo cho công suất 210 mã lực. 3.500 vòng phút và mô men xoắn cực đại 500 Nm ở giải vòng tua 1750 cho đến 2.000 vòng phút. Động cơ này có thể tương thích với diesel sinh học B20 và đi kèm với hộp số tự động 10 cấp Select Ship. Chỉ với một lần nhấn nút người lái có thể xem các chỉ số lái và chỉ định góc vi sai, góc lái và hướng dẫn cũng như các góc nghiêng ngang và dọc của xe. Các phiên bản Everest Ambient Sport Titanium sử dụng động cơ diesel 2.0 Turbo đơn tương thích diesel B20 cho công suất 170 PS ở 3.500 vòng phút và mô men xoắn cực đại 405 Nm ở dài vòng tua 1750 cho đến 2.500 vòng phút đi kèm với hộp số tự động 6 cấp. Tuy nhiên khối động cơ này cũng được tinh chỉnh để cải thiện khả năng chống rung ổn, đem lại trải nghiệm cầm lái thoải mái hơn. Hơn nữa, việc trang bị động cơ diesel Everest đã giúp cho người dùng tiết kiệm được phần nào chi phí nhiên liệu trong bối cảnh giá xăng tăng liên tục trong thời gian cuối này. Các bạn đang xem video trên kênh thị trường ô tô xe máy. Chúng tôi luôn đem đến cho các bạn những thông tin bổ ích và lý thú với hình ảnh cụ thể sắc nét và đẹp mắt rất mong các bạn đăng ký kênh và nhớ bật chuông nhỏ bên cạnh để nhận bài thường xuyên chúc các bạn lái xe an toàn vui trẻ hạnh phúc và thành công